Trời ơi, nó biết lầm luôn. Xe à?
đang
chị em đã có một trong buổi tăng ngày hôm nay. Và lúc đó là chúng ta mà sắp về chúng em sẽ tăng dần đến đây. Và lúc của tôi đó là bái quan và lực lượng tán an nơi phần mộ. Tôi kia mấy giờ? 3 giờ. Hết thầy à, hết thầy. Lấy tay chụm lại cái tắt gì? Vẫn còn được miếng này cuối cùng. Hai miếng. Mày giống vậy với tao. Thầy dạy với ai? Dạy cao sao? Dạy nó chứ. Nó đó. Cạo đầu không có cao với cạo đâu. Anh đây luôn đi là đánh chỗ được khỏi ra tới ngoài. Rồi để cho con cá đánh được kìa. Đúng rồi.